Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thì thấy đây là toàn bộ màn hình của điện thoại Xiaomi Mi Note đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi Mi Note lỗi hỏng, không lên, vỡ màn hình như này, hoặc là vỡ nhưng vẫn nhìn thấy bình thường, chỉ vỡ kính phía ngoài, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Hiện nay di động cao cấp.vn đang có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi Mix nói chung và phần màn hình cảm ứng của Xiaomi Mi Note, xin lỗi các bạn, Mi Note nói riêng, thay mới vì các bạn. Vì các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi có sẵn linh kiện thay mới, sửa chữa, khắc phục tất cả các lỗi sự cố trên điện thoại Xiaomi của quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn nữa về dịch vụ thay mới màn hình của điện thoại Xiaomi Mi Note, vì các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 và truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Với màn hình của Xiaomi Mi Note thì có sẵn tất cả các màu, từ màu trắng, màu đen đều có sẵn tại di động cao cấp.vn, phụ quá trình thay mới, sửa chữa cho quý vị các bạn khi cần. Xin cảm ơn quý vị các bạn.